Ừ, đúng rồi. À được. Rồi ok các bạn thử xem đối với đề 1 ấy, các bạn xem có câu nào thắc mắc không? Trong quá trình làm ấy thì các bạn thử xem có câu nào thắc mắc không? Thôi mình dành thêm 5 phút nữa nhá, tại vì có một số bạn cũng chưa làm, mình thế nên mình dành 5 phút để các bạn chưa làm chẳng hạn. Thì các bạn có 5 phút các bạn xem cái đề 1 chưa nào? Đề 1 đầu tiên. À, còn các bạn làm rồi ấy, thì các bạn sẽ thử xem có câu nào thắc mắc không. Các bạn ấn trong chat box nha, ấn trong chat box. Thống kê trong chat box những cái đề những cái câu mà chúng ta không hiểu ấy, không hiểu tại sao nó sai ấy. Có 5 phút cho các bạn chưa làm. Còn các bạn làm rồi có câu nào thắc mắc thì các bạn ấn số câu của đề 1. Ấn số câu đề 1. À rồi, ok, anh có câu 9 này. Nam có câu 11 này. Tiến có câu 10 này. Ok, câu 9. Rồi. Còn các bạn khác cứ nhắn nhá. Các bạn khác xem có câu nào thì cứ hỏi nhá. Này 27 8 3. Câu 9, câu 10, câu 11 này. Rồi. Vẫn còn thời gian đấy các bạn, vẫn còn thời gian đấy, vẫn còn thời gian, vẫn còn thời gian. Còn các bạn khác xem nào. Còn 1 phút nữa. Xem còn câu nào nữa không? Ok, chúng ta thử xem chữa nhá. Hết thời gian rồi. Nào, đối với câu 9 thì các bạn cùng xem cho mình này. À, câu 9 này nó hơi bị dở dở ương ương. Để mình copy thành một cái file để chúng ạ. Cho dễ nhìn.
Đây. Nào, đối với liên quan câu 9 này thì để cho nó hiệu quả thì mình sẽ cứ tập trung chữa. Để các bạn cùng bây giờ các bạn cùng tập trung nhé, cùng xem nhé, cùng xem nhé. Làm sao cho nó hiệu quả nhất có thể. À, chúng ta cùng xem đối với câu 9 này. À, thứ nhất là chúng ta cần loại bỏ nhiễu này. À, thanh tu là giới từ nhé. Thanh tu giới từ chúng ta sẽ kết thúc bỏ đến đây này, đúng không? À, tiếp ở đây là giới từ này. Once là trạng từ này, bỏ này. Đấy. Thì cái câu này thì chúng ta thấy là có từ no cũng là trạng từ chúng ta bỏ nhé. À, verb là gì các bạn nhỉ? Chính là từ girl. À, chúng ta còn một trạng từ nữa, nó chính là abundantly, cũng là trạng từ. Vậy ở đây thì chúng ta nhìn cái chúng ta biết là từ where chính là sắp của mình để trạng từ này. Đây chúng ta có từ đến đây là s cộng với verb cộng với o, rồi sau where chính là sắp, where chính là sắp. Rồi đằng sau này chúng ta có verb chính là từ could live, nên đây chính là mình để trạng từ thì coi như là đầy đủ hết rồi, đầy đủ hết rồi các bạn, đúng không? Nó đang gạch chân như này này. Đấy. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy là có từ no, từ not, từ none, từ nothing but, thì chúng ta sẽ đây nó là liên quan gì thì các bạn cùng xem nhé. Thực ra thì các bạn cũng đã từng học đấy, no thì phải đi với gì các bạn nhỉ, còn nhớ đúng rồi, chính xác. No thì đằng trước phải có từ gì nhỉ, neither thì sẽ đi từ no, thì đây chính là một cặp ấy, một cặp ấy đấy. Còn cái tiếp theo này. À, còn cái gọi là phủ định, còn các bạn phủ định không? À, phủ định gồm có những cái gì? Gồm cái từ not này, từ no này, not này, từ no này và từ từ none. Không biết là các bạn còn nhớ không? Mình sẽ đi qua lần lượt từng cái này nhé, từng cái này nhé. Thứ nhất là từ not. Từ not là phủ định của gì nhỉ? Not có hai cái phủ định nhá. Not là phủ định của động từ, động từ, hoặc là phủ định của trạng từ các bạn nhé, trạng từ. Thì nếu mà phủ định của động từ thì nó sẽ đi sau trợ động từ, đứng sau trợ động từ, rồi sau đó cộng với từ not. Còn đối với phủ định của trạng từ thì nó sẽ đứng trước trạng từ thôi. Trạng từ là đuôi ly đấy các bạn, trạng từ đuôi ly ấy. Đấy. Thì đối với cái từ not là như vậy. Thì còn đối với từ no thì sao? Mình viết trên đây cho nó có khoảng không này. Từ no, no là phủ định của gì? No là phủ định của danh từ, no là phủ định danh từ. Thì đối với danh từ thì nó đứng trước danh từ thôi, là phủ định của danh từ này. Đấy. Thế còn đối với từ none, none thì nó là gì? Nó là phủ định của danh từ các bạn, none phủ định danh từ. Nhưng đối với none thì các bạn thấy là chú ý cho mình nhé. No thì no của danh từ, none thì nó phải là none of, có phải có of rồi sau cộng danh từ. Đấy là phủ định của danh từ. Đấy. À, còn đối từ nothing này, nothing but, câu này là đây là cũng là phủ định của danh từ, phủ định danh từ thôi, phủ định danh từ. À, toàn bộ cái nothing but có nghĩa là có nghĩa là không gì ngoài các bạn, dịch là không gì ngoài này, không gì, không gì ngoài. Đấy. Thì các bạn cùng xem nhé, cùng xem nhé. No thì sai rồi này. Not thì đằng trước thì chỗ này not này thì nó là phủ định của động từ, thì đằng trước có từ not, hoặc là phủ định của trạng từ thì đằng sau có trạng từ, nhưng đây không phải này, đằng sau là một danh từ là sai này. Đấy. À, nên từ none, none phải là none of, nhưng vì thế nên sai cho chỗ này, chính là phương án D này, phương án D nothing but sau đó là cộng danh từ. Thì ở đây thì các bạn cần chú ý gì? À, các bạn cần chú ý là liên quan đến phủ định, liên quan phủ định, phủ định của not, từ no, từ none và từ nothing, nothing but, nothing but. Thì các bạn chú ý cho mình những cái này nhé. Nó hỏi rất là nhiều ấy, nó hỏi rất là nhiều. Đấy là liên quan câu 9. Ok. À, trong quá trình giải mà các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ bật mic lên trao đổi bình thường nhá, trao đổi bình thường. Ok, chúng ta chuyển sang câu tiếp là câu câu 10 này, câu 10.
Câu 10 này mình đảm bảo các bạn hay chọn sẽ chọn là phương án D các bạn đúng không? Chắc đa số các bạn sẽ chọn phương án D nên sai cái câu này đúng không? Thì ở đây thì chúng ta cùng xem nhé. Cái câu này thì chúng ta cứ loại bỏ nhiễu một xíu. Đây. To do này. Bỏ đến đây này. Up này. Bỏ đến đây này. Up này. Bỏ đến hết này. Giờ on bỏ đến hết này. Đấy. Ở đây thì chúng ta cũng có một cái trạng từ nó đứng giữa hai cái dấu phẩy. Tại sao lại có hai dấu phẩy này? Hai dấu phẩy này. Tại vì đây chúng ta có một cái trạng từ giữa hai dấu phẩy nên nó sẽ sử dụng cái gì? Có nghĩa là người ta cho cái trạng từ vào đây thì người ta cho hai dấu phẩy để cho cái trạng từ vào đây thôi này. Đấy. Nên ở đây thì các bạn đang liên hệ là cấu trúc này này, đúng không? Rồi sau đó thì lân la cấu trúc 3 lân la, rồi sau đó thì chúng ta chọn mệnh đề tính từ lần lượt là verb in ô đúng không? Đấy, đa số là các bạn sẽ chọn phương D. Nhưng ở đây thì các bạn cũng nhìn chú ý cho mình nhé. Phương C thì nó cũng hợp lý này, phương C cũng hợp lý này. Đây. Thì nó là cấu trúc gì? Nó chính là cấu trúc S cộng với verb rồi sau đó mệnh đề danh từ với that. Sau that là một S cộng với verb on này. Các bạn này, S này, verb này, rồi sau đó mệnh đề danh từ với that này. Thì giải thích cái chỗ hai dấu phẩy như nào? Thì các bạn thấy ok. Lúc đầu là cả câu nó cấu trúc từ đây đến đây. Thì người ta làm gì? Người ta cho một cái dấu phẩy ở đây này, rồi sau đó người ta cho một cái giới từ cộng với danh từ ở đây, nó chính là cái cụm này này, cụm này này, đấy, làm cho các bạn khó xử đấy, các bạn thấy không? Người ta chỉ cần cho một cái trạng từ vào đấy thôi, làm cho các bạn thấy là rối ngay lập tức và các bạn sẽ thiên hướng là chọn vấn đề. Thì ví dụ nếu thế thì các bạn để ý cho mình, ở đây thì phần C và vấn đề đều đúng cả nha, đều đúng cả. Nhưng các bạn cần lưu ý cho mình là nếu mà dạng mệnh đề tính từ lần lượt đứng đầu câu ấy, thường nó sẽ có dấu phẩy đây này, dấu phẩy đây này, phải đây. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái trường hợp là nếu theo cái kịch bản là người ta cho giữa hai dấu phẩy rồi sau đó người ta cho trạng từ chỗ này, thì khi mà chúng ta loại bỏ cái thành phần nhiễu đi thì chúng ta cũng phải bỏ hai cái dấu phẩy đi. Đấy. Đấy là lý do tại sao chúng ta lại phải chọn phương C đấy, phương C. Còn nếu mà không thì các bạn cứ dịch cho mình nhé. Nếu mà các bạn chưa chắc thì các bạn cứ dịch những cái câu 50-50 dạng như này. Thì các bạn có thể dịch để chúng ta làm được cái câu này. Nhưng những cái câu kiểu như là như này kiểu gì chúng ta cũng sẽ loại được hai đáp án. Hai đáp án. Ví dụ phần A và phần B chắc chắn là loại rồi. Chắc chắn là sẽ không có ai chọn phần A và phần B. Đây là liên quan câu 10. Còn đối với câu 11 này. Câu 11 này. Thì đúng rồi, chúng ta chưa học tại vì chúng ta liên quan đến cái chỗ này này. Đây này. Ở đây chính là cái cấu trúc chúng ta sẽ học là chúng ta học luôn này. Cấu trúc càng càng các bạn có thể ghi vào nhá. Cấu trúc càng càng này, cấu trúc càng càng. Đối với cấu trúc càng càng nó là gì? Nó bắt buộc phải có mặt từ the nhá. Nó phải có dấu phẩy nữa. Bạn nhìn này, nhìn trên bảng á, nhìn trên bảng. The này, rồi sau là the này. The này, rồi sau đó tiếp theo là so sánh hơn, rồi đây là so sánh hơn, rồi sau đó là cộng s cộng verb cộng o đấy, rồi s cộng verb cộng o đấy, nhớ cho mình nhá. Đối với cấu trúc càng càng thì nó có một cái sự đặc trưng là the cộng so sánh hơn rồi s và o, rồi the cộng với so sánh hơn rồi s và o. So sánh hơn thì các bạn biết rồi đấy, nếu mà là tính từ ngắn thì chúng ta cộng thêm e. Còn nếu mà tính từ dài thì chúng ta sự từ từ more đằng trước đúng không? Cộng với tính từ dài. Đấy, chúng ta đã học rồi. Cái này cũng tương tự như thế. Tính từ ngắn chúng ta cộng thêm e. Tính từ dài thì chúng ta có từ từ more đằng trước. Rồi, thì đây là liên quan đến so sánh hơn nhá. So sánh hơn nhá. Cấu trúc càng càng. Chính cái lý do đấy nên chúng ta loại ngay được phương C, phương B và phương án D. Các bạn nếu thế thì chúng ta loại ngay được dấu hiệu này, the so sánh hơn này, thì đằng sau cũng phải là the so sánh hơn đấy, có dấu phẩy này, dấu phẩy này, đấy liên quan so sánh hơn nhé. Đấy là câu 9, câu 10, câu 11. Các bạn thử xem có câu nào nữa không. Cấu trúc càng càng chúng ta càng học chúng ta càng thông minh đấy. Ok, nếu thế thì chúng ta chuyển sang cái đề hai nào. Chị ơi, cho em hỏi là câu số 11 á,
thì nếu Ừ. mà the được so sánh hơn thì trong những cái câu số 11 là the popular there is thì cái nào là chủ ngữ? À, ừ, câu hỏi của em hay. Tại vì trong chỗ này nó đang sử dụng cái dạng là đảo ngữ một xíu nên nó hơi phức tạp một xíu. Đấy, à, chủ ngữ trong trường này nó chính là từ there này, there này, đây này, there này, verb đây này. Rồi tân ngữ nó đảo lên đây này. Tân ngữ đảo lên đây này. Ờ, à, đấy. À, trong trường này nó kết hợp với cái đảo ngữ thôi, cái đảo ngữ thôi. Rồi. Dạ, cảm ơn thầy. Ừ. Tiếp nào. Đề 2. Các bạn cũng sẽ có thêm 5 phút nha. Các bạn cũng sẽ có thêm 5 phút. Có 5 phút để các bạn chuẩn bị. Những cái bạn chưa làm thì chuẩn bị 5 phút. Còn các bạn mà đã làm rồi mà có câu nào thắc mắc thì các bạn ghi số câu cho mình ở trong chat box nha. Ok, bạn Hương xin xin vào thỉnh giảng. Ok, ốm nhưng mà vẫn nỗ lực. Rồi, tốt quá. Bạn xin rồi. Bạn xin vào thỉnh giảng thôi. Tốt. À, rồi bạn Phú có câu 12 này. À, còn các bạn khác nào, xem còn câu nào nữa không? Thầy ơi, hồi nãy còn một câu ở trên đề trên chưa sửa với thầy. Câu số 2 À, á. câu nào à, còn câu 2 đúng không? À, câu mới à. Rồi ok, lúc nữa mình sẽ chữa câu 2 luôn. À, thêm đối với đề 2 có bạn Thư là câu thêm câu 5 này. Rồi ok, được 2 câu rồi, vẫn còn thời gian các bạn, vẫn còn thời gian các bạn, vẫn còn thời gian. À, bạn Hương mà có câu nào thắc mắc ở đề 2 thì bạn Hương cứ nhắn tin nhá, nhắn tin nhá. Đề 2 của mình làm câu sau. Vẫn còn thời gian đấy ạ. Còn 2 phút nữa. 2 phút chuẩn bị nhá. À, đang làm đề 2 của 15 câu sau thôi nha. Rồi. Vâng ạ. Ừ. Xem câu 2 là câu gì? À, câu này. Rồi. Ok, đã hết 5 phút rồi. À, trong quá trình chữa mà các bạn có câu hỏi gì thêm thì các bạn cứ nhắn thêm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chữa cái câu 2 của bạn Phụng đối với đề 1 à.
Thì đối với câu này thì thứ nhất là các bạn loại bỏ nhiễu cho mình nhé. Ở đây, unlike là giới từ này, rồi sau đó danh từ cho kết thúc đây này. Ở đây thì các bạn thấy là cái dạng này là dạng câu gì nhỉ? Câu ghép đúng không? Nhìn này, S cộng với verb cộng O, phẩy này. Rồi sau đó là fan, fanboy này. Rồi sau đó là một S và O này. Đấy. Nhưng thực ra các bạn không phải phân tích câu, vì cái câu này nó đang gạch chân sau gì? Sau động từ. Nếu mà gạch chân sau động từ thì chúng ta xét ngay nó là cấu trúc thứ hai trong năm cấu trúc cứng. Nó thiếu cái gì? Nó thiếu danh từ, danh từ, hoặc nó thiếu là mệnh đề, danh từ. Thì ở đây không có mệnh đề danh từ rồi, chỉ liên quan đến danh từ thôi. Nhìn ABC không có danh từ. Các bạn nhìn nhá, nhìn đây cái các bạn sẽ chắc chắn là các bạn loại được hai phương án là phương A. Tại vì từ here là động từ, nếu mà thêm là thừa động từ. Và cái thứ hai nữa chúng ta loại là gì? Phần B, tại vì very good nó chỉ là tính từ thôi. Tính từ không thể làm tân ngữ của động từ thường được, động từ thường được. Đấy, tính từ chỉ làm tân ngữ của động từ to be thôi, đúng không? Động từ to be hay các động từ chỉ cảm giác. Vậy phần A và phần B chắc chắn phân loại 100% loại hai phần này. À, còn phương án này, hai phần này thì sao? Phần này thì sao? Thì cái phương án này thì chúng ta nhìn nhá. Thứ nhất là phương án C, phương án C. Thì từ hearing nó là một danh từ, trong chỗ này là danh động từ, là danh từ, danh từ. Sau đó từ very well nó là trạng từ, trạng từ. Trạng từ thì có thể bổ ngược, nghĩa ngược cho cái chủ ngữ đang động từ đằng sau đó. Nên phương án C này có thể đúng. Đấy. Tiếp còn phần D này thì ok, từ hearing nó là danh từ. Từ good nó là tính từ, tính từ bổ nghĩa cho gì nhỉ? Cho danh từ. Còn very là trạng từ bổ nghĩa cho tính từ. Nên phương D này cũng đúng và phương án C này cũng đúng. Vậy 50-50 lại chọn phương nào? Ở đây thì các bạn dựa vào một cái chỗ này này. Chúng ta nhìn vào cái từ do này này. Từ do. Tại sao lại có từ do này? They have là đủ rồi, tại sao lại có từ do? Thì từ từ do này thì sẽ dịch là từ nó chính là cái gọi là bổ nghĩa cho trạng bộ động từ. Bây giờ mình sẽ lấy một cái câu để các bạn cũng hiểu luôn nhé. Ví dụ như là anh yêu em chẳng hạn, anh yêu em thì chúng ta sẽ nói là I love you, I love you. Thì bây giờ chúng ta đây là anh nhé, anh yêu em này, yêu em này. Thế bây giờ mình muốn nói là anh rất yêu em thì chúng ta sẽ nói là rất yêu em thì chúng ta sẽ nói là. Thì nhiều bạn bảo I love you so much, đấy chỉ là tôi yêu em rất nhiều thôi, không phải là từ rất yêu em đúng không? Tôi yêu em rất nhiều thôi, hay là I love you so much. Thì đấy không phải là anh rất yêu em. Từ rất ở đây này, từ rất ở đây thì nó lấy ở từ đâu ra? Rất yêu, rất yêu, rất yêu. Thì chỗ này từ rất này chính là cái trạng, nó là cái bổ nghĩa cho cái từ yêu này này. Thì người ta sẽ sử dụng là gì? Người ta sẽ sử dụng từ từ do ở đây này. Có nghĩa là ở đây thì nói tổng quát chung là người ta sẽ sử dụng từ trợ động từ vào đây này. Trợ động từ. Khi mà có từ do vào đằng trước cái từ lớp này thì chỗ này sẽ dịch là rất, từ rất trong tiếng Anh, rất trong tiếng Anh. Đấy, I do love you, I do love you, có nghĩa là anh rất yêu em. Thế còn đối với cái câu là anh ấy rất yêu cô ấy thì chúng ta sẽ nói nào. Các bạn cùng nhìn này nhá. She này, she này. Ở đây thì các bạn chú cho mình thì ví dụ từ love her này nhá. Nhưng mà khi mà nói từ rất ấy thì nó khi nó chia thì chia không phải chia ở từ love nữa nữa thì nó sẽ phải chia là từ ở từ do chuyển thành từ does rồi sau đó thì love nguyên thể đấy. Ở đây thì việc chia khi mà có trợ động từ như này đứng trước này thì chia thì sẽ ở trợ động từ, trước chỗ này chúng ta không sử dụng từ do nữa mà chúng ta sẽ sử dụng từ does, he does lover đấy. Các bạn chú cho mình đây, chúng ta sẽ dịch là anh ấy rất là yêu cô ấy, anh ấy rất yêu, anh ấy rất yêu cô ấy này, rất yêu cô ấy này đấy. Thì dựa vào đây thì các bạn cùng nhìn này, cùng nhìn nó có sự gọi là xung khắc, xung khắc, xung khắc là gì? Nhìn này, từ do, do bổ nghĩa cho cái động từ have rồi. Ở đây lại có từ very well là cũng là rất là nhiều thì cũng lại đổ bổ nghĩa cho cái từ have.
đây gọi là sum này, số khác này, số khác này. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần một cái bổ nghĩa thôi. Ở đây thì chúng ta lại hai cái cùng có cùng cái cân nặng địa vị, nó dạng như vậy, nó cùng bổ nghĩa cho từ hát. Vì thế nên trong trường này nó đang thừa đấy các bạn. Đây gọi là thừa. Nó đúng thì nó vẫn đúng, nhưng đối với tiếng Anh có một cái nữa gọi là cái tối ưu về mặt ngữ pháp. Tiếng Anh cần phải tối ưu cả. Nó giống như là gì? Nó giống như là một cái mạo từ, mạo từ này, mạo từ, rồi sau đó là đây danh từ. Ở giữa này người ta sử dụng từ từ hit chẳng hạn. Thì các bạn thấy ok, danh tính từ cũng danh từ cũng có thể bổ nghĩa được danh từ đằng sau đó, nhưng trong chỗ này người ta phải sử dụng tính từ phù hợp hơn, phải sử dụng từ hot ở trong này. Ví dụ là the hot weather, weather chẳng hạn, thời tiết thì nóng chẳng hạn, thì người ta không sử dụng tính từ là từ heat là nhiệt ở đây để bổ nghĩa, mà người ta phải dùng từ hot. Thì đấy chính là cái mình muốn nói là ok, trong tiếng Anh có một cái ý nữa đối với tóc phổ ấy, thì gọi là cái sự tối ưu về mặt ngữ pháp nữa, tối ưu về mặt ngữ pháp nữa. Đây là liên quan của hai nhá, đây là của hai. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái đề hai để các bạn cùng xem nhá, có những câu nào nhỉ. Câu 5 và câu 12. Câu 5 đúng rồi, câu này thì các bạn cũng hay sai này, hay sai này. Thứ nhất là chúng ta cứ loại bỏ nhiễu đi, loại bỏ nhiễu đi xem nào. Các bạn cùng nhìn, cùng tự làm rồi nhé. Từ ợp này, bỏ đến đây này. In, bỏ đến đây này. Rồi tiếp, từ from, bỏ đến, đến hết này. Từ ợp, bỏ đến đây này. Xong nhé. Ở đây lại cái chân sau động từ, đôi khi chúng ta chả cần phân tích. Chả phân tích. Và cái thứ hai nữa, và nó đang có, mình nói lại, có to be verb ed, và hoặc là có verb d giới từ, thì chúng ta phải nghi ngờ cái gì? Thể bị động. Đối với thể bị động thì gì? Thì cấu trúc là s cộng với to be, cộng verb ed này, cộng với giới từ này, cộng o này. Nào các bạn thấy này, đây có s rồi này, có to be rồi này, có verb ed này, thì sau verb ed này thì phải có gì? Giới từ cộng với ô, đúng không? Nên ở đây thì chúng ta loại phương A này, loại phương C này, chỉ còn phương án B hoặc là phương án phương D thôi. D. Lần này chắc nhiều bạn chọn B đúng không? Tại mình nhìn thấy là có giới từ danh từ là các bạn chọn luôn, chọn luôn. Đây chính là một cái phần để nói luôn là các bạn cần phải cảnh báo luôn cho bạn, cảnh báo luôn cho bạn là bắt buộc chúng ta phải nhìn được cả bốn đáp án rồi chúng ta mới chọn nhé. Đừng có nhìn thấy phương A thấy hợp lý là chúng ta chọn luôn. Đừng có nhìn thấy phương B chúng ta hợp lý là chúng ta chọn luôn. Đừng có làm như vậy. Bắt buộc chúng ta phải nhìn được cả bốn đáp án rồi chúng ta mới ra được quyết định cái đáp án cuối cùng, quyết định đáp án cuối cùng đấy. Vậy nếu thế thì chúng ta thấy cả phương B và phương D có thể chọn được. Nhưng ở đây các bạn này, thì các bạn có thể dịch qua một xíu là cái gì đấy là được, là sắp xếp, arrange, sắp xếp. Thì đây các bạn này, đây là đuôi trình người đúng không, đuôi trình người thì sắp xếp bởi ai đó, thì chúng ta sẽ sử dụng từ từ by hơn là từ for đúng không. Thế này trình người này, sắp xếp thì sắp xếp bởi, đối với trình người thì phải là từ bởi trong chỗ này đấy. À, không phải sắp xếp từ ai đó, đấy, sắp xếp bởi ai đó. Vậy nếu thế thì đối với câu 5 là như vậy nhé. Đấy các bạn hỏi đúng vào những câu cần hỏi đấy, mình thấy là hỏi đúng vào những câu rất là cần hỏi. À, toàn cái hai cái câu gợi kiểu như là 50-50. Đấy. Chúng ta thử xem tiếp cái câu 12 xem nào. Là câu như nào. Rồi ok, câu này cùng xem nhé. À, chúng ta cùng loại bỏ nhiễu này, từ ợp này, đến đây này, từ ợp này, cho đến hết này, đúng không? Tại vì cấu trúc song song, verb là gì? Verb chính là từ build, verb chính là từ build. Vậy, nếu thế thì câu này có S rồi này, đây có S rồi này, có verb rồi này, có O này. Thì các bạn ok, nhìn này, tập trung này. Nếu mà cấu trúc 3 nhé, thì các bạn thấy là không có trạng từ, không có trạng từ, không có mệnh đề tính từ giản lược, không có mệnh đề trạng từ, nên trong chuyện này đôi có thể là gì? Ok, nhìn đáp án đây,
thì nó thuộc cái dạng là ok, nó chỉ còn thiếu thành phần còn thiếu của một danh từ, à, của một chủ ngữ thôi, có nghĩa là đây là danh từ, nó chỉ thiếu đằng trước này, toàn bộ đây là một chủ ngữ này đấy. Thì các bạn, nếu mà các bạn nhé, nếu mà các bạn chọn phương án D là sai chắc 100% rồi, tại vì có động từ build rồi nên từ A là chọn thừa nhé. Còn phương án A và phương án B các bạn chọn thì sao? Giới từ rồi kết hợp với từ many, thực ra sai luôn từ the này, kể cả cái này đúng đi, kể cả này đúng đi, thì các bạn thấy là giới từ kết thúc cho đến từ đến đây, nếu thế thì toàn bộ đây là nhiễu rồi. Nếu thế thì phần A và phần B thì đang thiếu là thiếu gì? Thiếu chủ ngữ, đang thiếu chủ ngữ, không có chủ ngữ cả. Nếu mà chúng ta chọn phần A và B ấy, chúng ta lắp vào đây này, thì nó là giới từ cộng với cả của đoạn này thì nó lại thành nhiễu, nên AB sai. Vậy chỉ còn phương án phần C thôi. Phần C là gì? Many là lượng từ, sau many thì sẽ là danh từ số nhiều, đây này, danh từ số nhiều này. Còn ngược lại của nó chính là từ từ much, sau much là danh từ không có s, không đếm được ấy. Đấy là câu 12. Các bạn thử xem còn câu nào nữa không? À, Tiến có thêm câu 13 nữa này. Được. Trong quá trình học thì các bạn không hiểu thì cứ nói nhá, À, mình chữa này để các bạn quen đã, rồi sau đó thời gian sau các bạn quen rồi thì mình sẽ nhường cho các bạn chữa. Thời gian đầu mình sẽ tự chữa cho các bạn. Thì cái câu này thì thứ nhất là các bạn nhìn cái cho mình xác định là đang gạch chân sau động từ, đúng không? Không phải phân tích câu luôn, không phải phân tích câu, xác định luôn cấu trúc adverb này, đúng không? Cấu trúc thứ hai trong năm cột cứng thì nó thiếu gì? Lại thiếu danh từ, mệnh đề, danh từ, thiếu thế thôi, nên các bạn thử xem chọn được cái gì, nên chọn được cái gì, cùng xem nhá, thứ nhất là nhiều nhiều người nó nhiều người nhiều bạn chọn đây là phương A, nó là ok, toàn bộ đây là một danh từ, rồi sau đó thì là mệnh đề tính từ chính là sắp cộng với verb cộng ô. Không biết nhiều các bạn chọn cái này không, chắc nhiều bạn chọn đúng không? Ok, lại theo cái dạng là cứ nhìn thấy phương A thì đúng cái là bỏ luôn các phương khác. Đấy chính là cái lỗi của bạn đấy, các bạn đừng có làm thế nhé, phải nhìn toàn bộ tất cả đoạn. Phương B thì chắc chắn nó sai 100% tại vì đang thừa động từ này, động từ. Thế còn đối với các phương khác thì sao? Còn phương khác này, các bạn nhìn phương C cho mình. Ok, liệu đây có phải là mệnh đề danh từ, mệnh đề được không? Đây là giác này. Rồi sau đó toàn bộ đây chỉ là S thôi. Nếu mà phương C mình viết lại này, S cộng với verb. Rồi sau đó đến từ giác này. Sau giác là gì? Sau giác chỉ có một danh từ, Sau danh từ này chúng ta có một mệnh đề tính từ là sắp cộng với verb O. Đấy. Nếu thế thì đối với mệnh đề danh từ với giác này chưa có động từ nên phần C này sai rồi. Thế còn phần D nhé, thì nó là S cộng với verb, rồi sau đó mệnh đề danh từ với giác này. Sau giác là gì? Sau giác là một S này. Rồi đây là verb này. Rồi sau đó O. Các bạn thấy là phần D liệu hợp lý không? Phần D là gì? Ok, nó là mệnh đề gì? Mệnh đề danh từ. Danh từ với từ giác. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta cùng quan tâm một xíu nhá. Cùng quan tâm một xíu là bây giờ chúng ta có hai lại hai phương án. Đấy các bạn rất là hay, hôm nay chúng ta chọn rất là đúng các câu đấy, đúng các câu. Bây giờ chúng ta chọn phương án A hay là phương D đây, Có ai có ý tưởng gì để chọn một trong hai phương án này không? Mà chúng ta không phải dính nghĩa không? Theo các bạn. Có ý tưởng gì không? Dựa đâu hoặc là dựa vào yếu tố nào để chúng ta có thể là ok, không cần phải dính nghĩa chẳng hạn. Không phải dính nghĩa chẳng hạn. Ok, dựa vào cái động từ này này các bạn này. Dựa vào cái động từ này. Nếu thế thì các bạn quay lại cho mình cái liên quan đến mệnh đề danh từ ấy mà mình nói với các bạn ấy, S cộng verb rồi sau đó mệnh đề danh từ với giác này, sau đó giác là một S và O này.
Thì cái verb này này thì thường là một trong cái các verb đặc trưng. Ví dụ chúng ta có từ think, ví dụ I think that I consider that, hay là I cover that, hay I insist that, vân, hay là I estimate that. Thì các bạn có thể là xem lại cái kiến thức nhé, xem lại kiến thức này. Thì đối với động từ này thì nó sẽ có các động từ đặc trưng, thì đây chính là các động từ đặc trưng này. Đấy chính là lý do các bạn có thể chọn luôn được vấn đề đấy. Lưu cho mình các động từ này. Rồi. À, nếu không thì các bạn không biết là mình đã gửi chưa, nếu không thì các bạn xem cái video của mệnh đề danh từ nhá. Mệnh đề danh từ mình đã liệt kê rất là rõ các động từ này. Đấy. À, liệt kê hầu như là đầy đủ hết đấy. Đấy là liên quan câu 13. Các bạn thử xem còn câu nào không. Ok, nếu thế thì chữa được. Ok, hai đề rồi. Chúng ta chuyển sang đề thứ ba nào. À, các bạn cũng có thêm 5 phút à, cho các bạn nào chưa làm nào, các bạn chưa làm nào. Và các bạn khác cũng như vậy. À, các bạn đã làm rồi thì các bạn thử xem có câu nào thắc mắc không. Và các bạn chưa làm thì thử xem qua có câu nào thắc mắc không. Đề 3 nào. Ok, bạn Phụng có câu 14 này. Xem còn câu nào nữa không? À, những cái câu mà các bạn khi mà các bạn xem đáp án mà các bạn không biết giải thích tại sao ấy, thì chúng ta nên hỏi câu như vậy, nên hỏi câu như vậy. Rồi. À, tiếp, bạn Thư có câu 8 này. Còn các bạn khác nào? Xem có cái nào không? Ok, có hai câu rồi à. Rồi, chúng ta thử xem câu 8 nào nhé. Câu 8 là câu gì mà gây cho bạn khó. Đúng rồi, chính xác. À, đúng, các bạn hỏi câu này chuẩn xác đấy. Hỏi câu này chuẩn xác, nên hỏi những câu này này. À, cái câu 8 này thực ra sau này chúng ta sẽ bây giờ khi mà chúng ta sẽ không cần không thi những cái đề này đâu nhá. Đề kiểu câu 8 này chúng ta sẽ không thi đâu. Vì cái câu này là như nào, mình nhìn các bạn nhìn cho mình cái tổng quan cấu trúc câu ạ. Từ đầu cho đến cái chỗ dấu phẩy này, nó chính là một S này cộng verb này cộng O đúng không? Rồi sau đó thì chúng ta có một mệnh đề tính từ chính là verb D cộng với giới từ cộng O chính là từ based on. Xong. À, có một từ dây đây thì nhiều bạn thắc mắc từ dây đây, tại sao lại có từ dây đây, tại vì có chủng ngữ đây FO rồi, tại sao lại có chủng ngữ ở đây nữa, nhiều bạn sẽ hỏi như vậy. Thực ra nó là như này, thực ra đây chính là mệnh đề tính từ giản lược gì, giản lược sắp này các bạn, đáng ra có một cái sắp đây nữa. À, cấu trúc câu này là sắp cộng với verb cộng với O, à sắp cộng S cộng verb, sắp cộng S cộng verb, S cộng verb. Mệnh đề tính từ này nó bổ nghĩa cho cái nào đằng trước đó, nào đằng trước đó, nên chúng ta phải xóa cái ngoặc này đi và nó sẽ như thế này này, nó sẽ như này này. Nhưng đối với cái câu này là mệnh đề tính từ giản lược sắp, nên các bạn nhìn thấy nó hơi lạ một xíu đúng không, nó hơi lạ một xíu đấy, nó hơi lạ một xíu, nó hơi lạ một xíu.
Thì chúng ta đây ok. Vậy bây giờ các bạn quan tâm là ok, nó đang thiếu là thiếu cái thành phần đằng sau này, thành phần đằng sau này, thành phần sau có S rồi, có S rồi, vậy chúng ta chỉ cần thiếu verb thôi, verb thôi, tại vì nó là mệnh đề danh từ, à mệnh đề tính từ mà đúng không, mệnh đề tính từ thì cần chỉ thiếu verb thôi. Nên ABC thì ở đây thì thứ nhất là ở đây nó liên quan đến chỉ vật, chỉ vật thì chắc chắn là nó ở thể bị động rồi. Nếu mà thể bị động thì chúng ta sẽ loại ngay phương án B và phương án D đúng không, tại vì ok đây là chỉ vật này, chỉ vật này. Nên bây giờ chúng ta chỉ còn phương án A và phương án C thôi, phương án C thôi. Nhưng mà đây thì các bạn cần quan tâm là ok, nếu mà thể bị động thì cái các bạn cần để ý là cái việc là việc gì, việc chuyển hai câu, chuyển hai câu đơn thành một câu cầu phúc không, cầu phúc không. Thì tại sao cái tại vì mệnh đề tính từ, mệnh đề tính từ ấy sắp sắp cộng với S cộng verb ấy, thực ra đây chính là một FO hoàn chỉnh, FO hoàn chỉnh, và tân ngữ chính là cái chỗ này, tân ngữ chỗ này. Ở đây ví dụ đối với từ made là động từ hai tân ngữ, nhưng chỗ này nó là thể bị động, với động từ nó với thể bị động, nhưng đối với động từ này thì nó đang ở trong tư thế là động từ một tân ngữ đang thể bị động. Thì các bạn cần nhớ là ok, khi mà danh từ sắp ở vị trí là tân ngữ thì sắp chuyển lên, lên trước không, lên trước nó đây, chuyển lên trước đây đúng không. Đấy chính là lý do tại sao vẫn phải còn cái dư tự ập này, này dư tự ập này, này đấy dư tự ập này, này các bạn hiểu ý mình không, hiểu ý đúng không. Nó chính là cái cấu trúc này, S cộng với to be này cộng đây mình sẽ nhìn tổng quát hóa cho các bạn chỗ này nhé. À đây mình tổng quát hóa để các bạn cũng dễ nhìn nhé. Câu thứ hai là S cộng với to be cộng với verb ed, rồi sau đó cộng với giới từ cộng o này. Nào nhìn này, trong chỗ này hai danh từ này là danh từ chung nhé, hai danh từ này là danh từ chung, hai danh từ chung. Bước đầu tiếp theo là chúng ta là chuyển cái này bằng sắp đúng không, chuyển cái này bằng sắp, chuyển cái này bằng sắp, ví dụ từ which này chẳng hạn. Tại vì which nó đứng ở tân ngữ nên chúng ta sẽ chuyển which lên, lên đầu câu, lên đầu câu đấy, nên trước này chúng ta bỏ cái này đi và chuyển lên đây, chuyển lên đây đấy. Đây chính là lý do tại sao vẫn còn giới từ này, tại sao vẫn còn giới từ này, hiểu các bạn nhỉ. Nên chúng ta không chọn phương A mà chúng ta phải chọn phương A, phương C. Các bạn hiểu bản chất của mình như này nhé, hiểu bản chất, hiểu bản chất thì chúng ta sẽ biết được ok trong trường này cần phải có một cái giới từ đây, cần phải có giới từ này. Đây là liên quan câu 8. Còn tiếp câu tiếp là câu 14 nhé, câu 14. À rồi, các bạn nhớ cho mình này, not only hoặc là not until, nếu mà nó đứng đầu câu ấy, nó đứng đầu câu, nó đứng đầu câu thì đây gọi là câu đảo, câu đảo, câu đảo. Nhìn các bạn này, đây là câu đảo, câu đảo. Not until, not only đứng đầu câu thì chắc chắn là câu đảo 100%. Thì not until, not only thì sau đó thì cộng với một cái mốc thời gian, mốc thời gian đấy. Sau not until, not only thì cộng mốc thời gian, thì đây mốc thời gian này thì đây gọi là câu đảo. Câu đảo thì chắc chắn là chúng ta cứ làm theo đúng của mình là nhìn đáp án, nhìn đáp án này, nhìn đáp án có chứa trợ động từ là chúng ta chọn, có chứa động trợ động từ là chúng ta chọn. Đây này các bạn này, trong chỗ này trợ động từ chính là từ này, đất chỉ có mỗi phương án C là trợ động từ thôi. Bây giờ chúng ta chỉ quan tâm là ok, nếu từ not only, not until đứng đầu câu thì nó là câu đảo, câu đảo. Câu đảo thì trợ động từ sẽ chuyển lên trước, chuyển lên trước. Thì bây giờ chúng ta quan tâm trợ động từ gồm gì, trợ động từ gồm gì, quạng có nhớ không, gồm tất cả động từ to be là một, thứ hai là gì, thứ hai là động từ khuyết thiếu, can could may might, can could may might đấy.
À, thứ ba là gì? Thứ ba là từ đu, từ đơ và từ từ đứt. À, thứ bốn là gì? À, thứ bốn là chúng ta gồm có từ have, từ has và từ had. Thì đây gồm các trọng từ. Cứ nhìn thấy not till, not least đúng câu thì chúng ta cứ chọn trọng từ. Cái nào có trọng từ chúng ta chọn. Bây giờ nó sẽ là câu dễ của bạn. Đối với những cái câu liên quan not till, not least này thì sẽ là câu dễ của bạn. Rồi. Ok, chúng ta đã xong liên quan đề 3. À, có câu nào thắc mắc của đề 3 nữa không? Rồi, à, các bạn hỏi ít đấy nhỉ. Rồi, hỏi ít này là tốt. Như này đã hiểu hiểu các câu trước. Chúng ta chuyển sang đề tiếp đề 4 nào các bạn. Đề 4 nào. À, các bạn thử xem có câu nào thắc mắc không? Liệt kê hết các câu thắc mắc nào. Thời gian đầu này mình sẽ chủ động mình sẽ chữa để các bạn cùng hình dung ra trước nhé. Xem đề 4 nào. Đối với cái tập đề mình đã gửi các bạn cộng với cái đáp án kèm theo ấy thì các bạn nên photo ra rồi tranh thủ làm hết cỡ cho mình, ví dụ là tranh thủ thời gian rảnh các bạn lôi cái tập đề đấy ra các bạn làm, nhưng mà nhớ cho mình là việc phải căn thời gian nhé, căn thời gian. Chúng ta chỉ có 9 phút đối với 15 câu đầu thôi, 9 phút 15 câu đầu. Thường chúng ta sẽ làm sao căn thời gian mà trong căn thời gian về cái mức là 7 phút chúng ta sẽ làm xong 15 câu đầu ấy. Chúng ta nên trừ 2 phút đi, chúng ta sẽ làm trong vòng 7 phút thôi. Cứ luyện trong vòng 7 phút, luyện trong 7 phút phải làm tốc độ như vậy, tốc độ như vậy. Thì khi mà vào phòng thi là các bạn thừa giờ. Đủ thời gian để các bạn review lại toàn bộ các câu mà các bạn đã làm. Chiến lược thường hay như vậy. À, bắt buộc các bạn phải căn thời gian đấy. À, các bạn thử xem có câu nào không? Nếu mà không có thì chúng ta ấn số 0 cho mình nhé. Ấn số 0 cho mình. Ấn số 0 cho mình. Nếu mà chưa có thì ấn số 0. Nếu mà có thì chúng ta ấn số cơ. Ok, đề 4 không có à? Được, thế thì chúng ta chuyển sang đề nữa thôi. Là đề 5 nào. Chuyển sang đề 5 nào, để xem có câu nào không. À, các bạn xem cả hai đề 4 5 nhé, các bạn cứ xem bình thường nhé, xem có câu nào thắc mắc không.
Ồ, không có à? Rồi. Ok, nếu thế thì mình báo với các bạn một số cái việc như sau. Đây các bạn này, bây giờ có nghĩa là bây giờ việc đối với 15 câu đầu thì các bạn bắt đầu có thể tự làm rồi đấy. Các bạn cùng xem cho mình một cái nhóm mà mình cũng đang dạy nhá. Thì việc bây giờ các bạn đối với 15 câu đầu nhá. Thì các bạn sẽ cũng bây giờ các bạn làm cho mình đến đề 39 từ giờ đến đến 39 đi. Ví dụ nhóm này cũng như vậy. Đối với bây giờ các bạn có những câu nào thì các bạn cứ hỏi này. Thì đây là các nhóm một nhóm mà cũng đang dạy nhá, mình cũng đang dạy nhá. Đây hôm nay vừa nãy cũng nhắn tin cho mình này. Đấy mình chưa đang dạy các bạn nên mình chưa rep được. Thì các anh chị cũng như các bạn khác cũng vậy. Thì các bạn cứ hỏi, ví dụ trong nhóm này các bạn này, các anh chị các bạn đấy hỏi rất là nhiều này, đúng không? Thì mình trả lời 100%. Đấy. Đây, tất cả những câu hỏi này. Đấy. Thì đấy, thì việc bây giờ các bạn cũng sẽ luyện tập cho mình như vậy nhá. Có câu nào thì các bạn cứ chụp ảnh rồi sau đó gửi cho mình. Mình cũng sẽ trả lời 100% cho bạn, mình sẽ trả lời 100% cho bạn. Đấy, để gì? Để chúng ta chữa được nhiều đề nhất có thể. Có nghĩa là trên lớp chúng ta cũng chữa rồi sau đó thì ở trong nhóm thì chúng ta cũng sẽ chữa tiếp. Đấy. Thì Zalo của mình sẽ hai từ 23 là Zalo của mình nó cứ bị mất dữ liệu, cứ một thời gian là bị mất dữ liệu thì mất dữ liệu từ hai hôm 23. Đấy. Thì từ 23 trở về đây này, mới đây có mấy ngày thôi nha. Đây. Mình bị mất dữ liệu từ 17 giờ 07. Đấy. Thì các bạn nhìn này. Đấy thì các bạn khác hỏi rất là nhiều này, hỏi rất là nhiều này. Đấy, nhóm này vẫn đang học nhá. Vẫn đang học. Thì các bạn cũng hỏi dần đi, hỏi dần đi. Thì chúng ta sẽ chứa được rất là nhiều tại vì chúng ta có tổng số là 38 đề, 39 đề kìa. 39 đề của 15 câu đầu cộng 39 đề của 25 câu sau. Đấy mình chữa trăm trăm không thiếu một câu nào. Thì các bạn cũng làm dần đi nhá. Mình nói lại với các bạn là việc bây giờ của chúng ta là gì? Mình giao bài tập lại về nhà này. Các bạn cố gắng chịu khó làm đi chứ chúng ta bỏ nhiều quá là chúng ta sợ đấy, chúng ta sợ đấy, mình nói thật đấy các bạn. Bài tập về nhà của chúng ta thì chúng ta sẽ mình không ra giao nhiều, mình chỉ lại nhá, mình chỉ nói lại những cái mà buổi trước thôi. Buổi chúng ta sẽ là như sau. Bài tập về nhà hôm nay là buổi 14 này. Buổi 14 này. Là chúng ta sẽ làm đề này. Bắt đầu bây giờ các bạn triển khai đề đi. Triển khai đề. Hay là làm đề. Làm đề 15 câu đầu. Câu đầu. Có áp dụng thời gian nhé. Áp dụng thời gian. Bây giờ mình sẽ giảm xuống còn 9 phút. Giảm xuống còn 9 phút. Có nghĩa là nếu mà bạn nào làm xong 10 đề rồi ấy, thì các bạn sẽ từ đề 11 trở đi ấy, thì các bạn làm cho mình 9 phút nhé. 9 phút một đề. 9 phút một đề. Đấy, một đề. Còn bạn nào mà chưa làm 10 đề ấy, thì các bạn cứ sử dụng 11 phút một đề bình thường. Đấy. Rồi câu nào thắc mắc có thể hỏi nhóm luôn. Thắc mắc thì hỏi trong nhóm luôn. Hỏi trong nhóm luôn. Đấy. Để chúng ta chữa được nhiều đề nhất có thể. Còn làm video thì chắc chắn rồi, mục tiêu của chúng ta sẽ vẫn là làm video. Và phần đọc nữa thì chúng ta vẫn như buổi ví dụ của buổi 13 thôi. Bài tập giống như là buổi 13 thôi. Đó, thì đấy là bài tập về nhà của bạn. Cố gắng lên các bạn. Chúng ta có video phần nghe 50 video, cố gắng hoàn thành sớm đi. Phần đọc các bạn cũng cố gắng trả bài cho mình đi. Hiện tại đang có chỉ có 3 bạn trả bài thôi. Bạn Lâm mà, bạn Tiến và bạn Phú đúng không? Chỉ có 3 bạn. Thì các bạn khác cũng làm phần đọc. Các bạn cứ làm theo đúng ý mình thôi. Mình nói lại này. Các bạn không cần phải cố gắng nhớ từ vựng. Mình nói lại, các bạn không phải cố gắng nhớ từ vựng. Các bạn cứ làm theo đúng những cái gì mình nói thôi. Từ vựng nó tự tự động nhớ cho các bạn. Và kỹ năng của bạn cũng sẽ tăng lên. Kỹ năng dịch của bạn tăng lên. Cứ làm theo đúng ý mình.
dùng thôi, nên các bạn đã tiết kiệm được khá là nhiều thời gian rồi. Ok, đấy là buổi học hôm nay của chúng ta nhé. Có ai có câu hỏi gì không?